Shop hàng Nhật Nội Địa, xin chào các bác. Hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2020, em lên sóng với các bác chiếc máy rửa bát dòng Panasonic là PTM5 em qua vừa về ngày hôm qua. Cái con máy này về tổng thể bên ngoài thì còn khá là đẹp, vỏ không móp méo, mặt trước rất là đẹp. Phần lưng thì cũng có một chút thôi. Nói chung là tổng thể mà con máy còn khá là mới. Theo đánh giá của em thì nó được trên 90%. Đấy, mặt mũi rất sáng sủa. Con này dòng Panasonic NPTM5 sản xuất năm 2011 nhé. Đấy, con này thì nó là cái dòng hai cánh về mở về một phía. Đấy, hai cánh mở về một phía để nó giảm chiều cao, phù hợp với các bác nào nhà mà hạn chế cái chiều cao trên giữa cái mặt bếp và cái đáy tủ bếp. Đấy, con này thì 60 phân là các bác có thể để được. Đấy, rất là nhiều các bác chọn con này vì nó có cái chiều cao của nó thấp, không như cái dòng TR thì dòng chiều cao của nó phải là 65-66 phân thì các bác mới để được. Đấy, về cấu tạo bên trong thì nó cũng tương tự như nhau thôi, cũng chỉ cải tiến cái giá này mỗi đời cải tiến được một chút chứ không đáng kể, không đáng kể mà nhé. Dòng ba tay full rất là đẹp, bên trong máy con này cực đẹp luôn. Đấy, máy rất là đẹp nhưng mà nhé. Đấy, hôm nay thì em bán là 6,5 triệu, giá không đổi nguồn không bao ship các bác nhé. Giá con này là 6,5 triệu không đổi nguồn không bao ship. Tình trạng máy còn rất là đẹp, đang test nó hoạt động hoàn nào. Và cái mùa nồm mưa này thì bác nào nhà mà có điều kiện sắm máy rửa bát thì rất là sạch sẽ, máy rửa xong bằng nước nóng sấy khô, thỉnh thoảng thích thì có thể sấy bát hoặc là duy trì chế độ tự động sấy hoặc là tự động thông gió, rất là đảm bảo bát đũa sạch sẽ. Máy thì có đầy đủ tất cả các chức năng, hẹn giờ này, thời gian sấy, có chế độ rửa lên 80 độ C để sử dụng tiết kiệm điện. Nhưng một con máy còn khá là đẹp, mặt mũi sáng sủa. Đây nha. Chạy êm ngon lành, tiết kiệm điện. Hàng thì đợt này đang khan hiếm, bắt đầu khan hiếm rồi nha. Do dịch bệnh nên tất cả các đường biên giới nhập lậu về Việt Nam cấm hết. Rất là khó khăn. Ngày trước thì có thể họ cho qua nhưng bây giờ thì rất là gắt gao rồi. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác cứ mua sớm đi, trong càng ngày giá càng lên và lại càng đắt đỏ, cũng chưa biết khi nào nó mới giá hợp lý trở lại được. Con này em bán là 6,5 triệu, không đổi nguồn không phí ship mấy nhé. Con nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Cảm ơn các bác.